Kính chào tất cả quý vị sắc tộc của chúng ta ở khắp mọi nơi, và đặc biệt là trong cái đất nước tổ tiên của chúng ta, Việt Nam. Thì như quý vị đã biết rồi á, thì cái chủ đề vào ngày hôm nay á, thì liên quan về cái chuyện là bắp tem. Trước khi chúng ta được bắp tem á, thì chúng ta cần phải nghe qua hoặc đọc qua những cái điều này, phải không? Và rồi thì sau đó chúng ta quyết định như thế nào thì do chúng ta, phải không? Chúng ta quyết định xuống nước hay không xuống nước thì cái đó là quyền của quý vị, phải không? Nhưng mà trước hết thì quý vị cũng phải hiểu được điều này hoặc là có được cái ý thức này, phải không? Thì đó là mục đích của cái video hoặc là những cái video ngày hôm nay, phải không? Thì nếu mà nó giúp quý vị có ý thức thì đó cũng là cái điều mà tôi cũng rất là vui, vì tôi đã đạt được cái mục đích của mình là như vậy, phải không? Mà thôi thì không có chậm trễ nữa, thì tôi xin tiếp tục với cái chủ đề về là bắp tem, không? Thì tiếp theo trong cái quyển sách Ecclesiasticus này hoặc là Sirach này, thì quý vị không có cái sách này thì tất nhiên rồi, thì vì cái bọn nhà thờ Công giáo và cái lũ bọn ngoại tộc mất dạy đĩ điếm kia, bố láo kia, vô đạo kia đã cấm cái thông tin này từ quý vị, đúng không? Đã giấu nó đi, đó là lý do tại sao nhiều số quý vị không có cái điều này hoặc là vô ý thức về cái chuyện này, đúng không? Là vì bọn họ không có dạy cho quý vị, đúng không? Không có dẫn dạy cho quý vị, đúng không? Đó là lý do tại sao quý vị cảm thấy nó kỳ lạ, đúng không? Thực ra cái điều này thì nó phải quen thuộc với quý vị chứ không phải là kỳ lạ đâu, đúng không? Mà thôi, thì tôi xin đọc Ecclesiasticus chương 2 này. Thì chúng ta sẽ bắt đầu với cái đoạn số 5 này. Vì cục vàng được trải nghiệm hoặc là trải qua là cái sự thử thách, đúng không? Trong cái lửa này, và những đàn ông được chấp nhận trong cái lò lửa của những cái sự bất lợi này hoặc là bất hạnh, không? Nghịch cảnh, đúng không? Là những cái sự khó khăn này kia thì quý vị trải qua hay là kinh nghiệm á, thì cũng là một cái sự thử thách, đúng không? Để mà xây dựng cái bản chất, đặc điểm và cái tính cách của quý vị, đúng không? Để trở thành mạnh mẽ lại trong Chúa Cha, đúng không? Thì cũng vui như là cái vàng, đúng không? Nó phải trải nghiệm cái độ nóng, rồi những cái điều mà đánh đập này, đúng không? Rồi chỉnh sửa, rồi mài mòn này kia để mà tạo ra một cái cục vàng có được cái giá trị. Thì ý ở đây thì chúng ta đôi khi phải trải nghiệm những cái chuyện không có hay ho, những cái sự khó khăn này kia, không? Để mà có thể tạo ra cái bản chất riêng của chúng ta trong Chúa Cha của chúng ta, để tạo ra cái sự mạnh mẽ của chúng ta, hiểu không? Thì ý là như vậy, đúng không? Thì đôi khi chúng ta phải trải qua những cái nghịch cảnh hoặc là những cái hoàn cảnh này kia để mà chúng ta có thể mạnh mẽ hơn, hiểu không? Để mà chúng ta có thể chia sẻ được cái kinh nghiệm đó với những vị ở ngoài kia, hiểu không? Như là cái lời khai của cuộc sống, để là một cái vị làm nhân chứng luôn dành cho Chúa Cha, luôn vì Chúa Cha đã giúp quý vị thoát khỏi những cái điều này, vì Ngài đã giúp quý vị vượt qua những cái sự khó khăn của mình, cái sự đàn áp của tội lỗi và những cái điều không hay, không có tốt đẹp, như là nghèo nàn, bệnh tật, chết chóc này kia, vân vân, không? Thì đó là cái vấn đề của thế giới, là nó như vậy, đúng không? Tuy rằng là như vậy, nhưng mà vì Ngài đã giúp đỡ quý vị vượt qua được cái sự thử thách đó trong cuộc đời này, trong cái thế giới này, đúng không? Đó. Thì quý vị phải làm một vị nhân chứng cho Ngài, hiểu không? Thì như tôi cũng đang làm cho quý vị này, hiểu không? Mà thôi thì tiếp tục với cái đoạn số 4 này. Bất cứ điều gì được đem tới hoặc đến, quý vị hãy đón nhận
hoặc chấp nhận nó một cách vui mừng và vui vẻ luôn, phấn khởi luôn. Và thì kiên trì khi quý vị bị thay đổi đến một cái vị trí hoặc là cái nơi, hoàn cảnh hoặc là tình trạng thấp đó luôn. Như là khi mà quý vị bị kiểu là bị thiệt thòi vì đại diện cho chú cha, hay là vì nói ra sự thật, thì quý vị kiểu là bị hạ xuống luôn từ cái vị trí của mình. Thì cho dù là như vậy thì Ngài mới nói rằng thì hãy kiên trì, cho dù là quý vị bị ngã xuống vào cái vị trí đó không thấp, thì hãy kiên trì, vì về sau thì quý vị có thể trở lại, Ngài sẽ nâng quý vị lên, có thể là hơn, cao hơn là cái vị trí cũ của quý vị, hiểu không? Cho nên đừng có kiểu là cảm thấy là mình này kia, hay là thiệt thòi, hay là tích cực. Thay vì như vậy thì hãy cảm ơn vì cái cơ hội đó, vì cái cơ hội đó đã làm cho chúng ta có thể trở thành mạnh mẽ hơn, và cái đức tin của chúng ta sẽ trở thành vững mạnh hơn trong Chúa Cha của chúng ta, phải không? Thì mục đích ở đây thì nếu mà chúng ta không có trải nghiệm được cái điều đó thì chúng ta không có giá trị được những gì mà mình có, phải không? Với lại đôi khi mà chúng ta bị hạ xuống trong cái vị trí thấp thì cũng mục đích là Chúa Cha muốn bảo vệ chúng ta từ những cái sự nguy hiểm này kia, biết vì Ngài có kế hoạch riêng cho chúng ta, cái kế hoạch vĩ đại tốt đẹp hơn cho chúng ta, biết không? Thay vì cái suy nghĩ riêng của chúng ta, cái ý tưởng riêng của chúng ta, nhưng mà cái kế hoạch của Chúa Cha, mục đích của Chúa Cha thì nó có đầy ý nghĩa hơn so với cái suy nghĩ của chúng ta, biết không? Riêng chúng ta, biết không? Rồi cái đoạn số 1 này. Những con trai của tôi, nếu quý vị hoặc là các con đến để phục vụ Chúa Cha, thì hãy chuẩn bị cái linh hồn của quý vị cho cái sự cám dỗ, bị dụ dỗ đó. Thì tôi hiểu cái điều này rất là rõ. Từ khi mà tôi đã được báp têm rồi, sau đó thực hiện những cái điều này cho quý vị, cái sự cám dỗ nó hết sức cực kỳ là kinh khủng luôn đó, biết không? Cho nên hãy chuẩn bị trước, thì nó đã được ghi rồi. Với lại qua cái lời công khai của tôi, không là qua cái sự làm nhân chứng của tôi đến quý vị đó, biết không? Là khi mà quý vị đã báp têm rồi á, cái sự cám dỗ nó cực kỳ mạnh hơn nhiều. Cho nên hãy chuẩn bị tâm lý trước đi, vì tôi cũng đã nói trước với quý vị rồi. Nhưng mà trước kia thì tôi không có thấy cái đoạn này, biết không? Thì sau này khi mà tôi dịch những cái bài này cho quý vị á, thì tôi mới thấy là sao mà y chang như vậy. Lúc mà tôi trước khi báp têm tôi không có thấy cái điều này, biết không? Sau khi báp têm tôi mới nhận ra thì ra là như vậy, biết không? Tôi mới thấy rõ mọi chuyện đó. Đôi khi tôi ước gì được hiểu cái phần này trước khi được báp têm đó, biết không? Ít nhất tôi có thể chuẩn bị được cái tâm lý trước đó, biết không? Nói chung mà dù sao đi chăng nữa, Ngài cũng sẽ giúp đỡ quý vị vượt qua được cái sự cám dỗ của mình. Miễn sao quý vị dựa vào Ngài, cầu nguyện với Ngài và phải chịu đựng cái sự cám dỗ đó, biết không? Và phải tin tưởng vào Ngài, hiểu không? Vì Ngài sẽ tìm cách giúp quý vị thoát khỏi cái điều đó, đừng có lo, hiểu không? Đó, thì như tôi đã nói là cái từ linh hồn á, linh hồn là sao? Cái hồn nó có cái sự sống, nó có cái hồn hoàn hảo, trung thành, ngay thẳng và tốt đẹp, đúng không? Như là linh thiêng, trong sáng và trong sạch, đúng không? Đó là lý do tại sao trong ngôn ngữ tiếng Kinh á, thì nó có cái từ là linh hồn, đúng không? Để cho quý vị hiểu thêm một chút xíu nữa. Rồi trong cái quyển sách Gia Cơ này, chương 1 này, đoạn 12 này.
chúc được phúc lành cho hoặc là cái đàn ông mà chịu đựng hoặc vượt qua cái sự cám dỗ này hoặc là dụ dỗ này. Vì khi ông ta bị thử thách này hoặc là trải nghiệm này, ông ta nhất định nhận được cái sự cao nhất của sự sống này, là mũ miệng hay là vua của cái sự sống này, không? Mà Chúa Cha đã hứa hẹn đến hoặc cho bọn họ này, những ai hoặc vị nào mà yêu thương ông ta này ngày này. Nhưng mà quý vị yêu thương Chúa Cha, vượt qua được cái sự cám dỗ này kia, thì quý vị được có được ban cái sự sống mãi mãi luôn, cái cuộc sống cao quý mãi mãi đó. Hãy tưởng tượng đi, cái phần thưởng đó nó vĩ đại, nó tuyệt vời cỡ nào, đúng không? Rồi tiếp tục này, cái trong cái quyển sách số 2 Timôthê này, chương 2 này, đoạn 15 này. Này tôi xin đọc đoạn 15 này. Học hành để thể hiện hoặc là bày tỏ ra cái bản thân của quý vị này được đồng ý này, hoặc là chấp nhận hoặc là bằng lòng với Chúa Cha, một công nhân hoặc là một người thợ đó, có kỹ năng thì không cần phải bị hổ thẹn này, đúng đắn này, chính xác này, đang được chia ra này, đi cái từ của sự thật này, đúng không? Đó thì quý vị phải học hành, đúng không, để có thể thú vệ bản thân của mình, để mà không có bị lừa. Thì trong cái quyển sách Roma chương 6 đoạn 1 và 6 đó, biết không, cũng như 7 đến 15 cũng như vậy đó, biết không. Thì thêm về cái chuyện đó, biết không. Rồi tiếp tục cái quyển sách tiếp theo là Luca này, chương 11 đoạn 32 này. Những vị đàn ông của Nineveh này, Assyria này, city này, thành phố này, nhất định đứng lên trong cái sự xét xử với cái thế hệ bây giờ này, và nhất định chỉ trách này, không lên án đúng không, hoặc là kết án nó này, vì họ đã ăn năn hối lỗi, hối hận này, tại cái sự giảng đạo hoặc giảng giải không, hoặc thông báo của Jonas này, và hãy đợi này một cái hoặc vị cao hơn Jonas là ở đây này đó. Rồi cái đoạn cái Luca, đây là Luca 11 nha, đoạn 3 và 2 nha, với lại 4 nha. Tiếp theo thì tôi xin đọc cái đoạn số 3, phải không? Ban cho chúng con ngày qua ngày, hoặc là mỗi ngày, phải không, bánh mì này hàng ngày cho chúng con này. Thì đây là nói về cái cách quý vị có thể cầu nguyện, phải không? Rồi đoạn số 2 này, và ông ta hoặc ngài đã nói với bọn họ này, khi quý vị cầu nguyện này, nói này, Cha của chúng con hoặc chúng ta thì là ở trong hoặc ở trên thiên đàng này, danh hoặc tên của ngài là hoàn hảo này, cái vương quốc của ngài sẽ đến này, nó sẽ được thực hiện như trong hoặc trên thiên đàng này, cũng như trong cái thế giới này này, hoặc là thế gian này, biết không? Rồi đoạn số 4 này, và hãy tha thứ những cái tội lỗi của chúng con này, vì chúng con cũng tha thứ mọi vị hoặc mọi ai hoặc mọi người mà bị có nợ với chúng con này, và đừng có đưa hoặc đem chúng con đến cái sự cám dỗ này, nhưng cứu chúng con từ cái sự ma quỷ này, đúng không? Đó là cái cách mà quý vị cầu nguyện trong cái phòng riêng của mình vậy đó. Thì tiếp theo là trong cái quyển sách Esai này, chương 1 này, đúng không? Đoạn 10 đến 20 này. Thì tôi xin đọc đoạn số 9 này, đúng không? Bắt đầu số 9 này.
trừ ra hoặc trừ khi cái Chúa của thiên đàng đã để lại với chúng ta một số rất nhỏ vị trong một số rất nhỏ vị trung thành với Ngài này, là những vị thánh của Ngài, đúng không? Chúng ta phải đã như là số chúng ta phải đã như là số Sodom, và chúng ta đã phải như là Gomorrah, đúng không? Là cái chuyện Sodom và Gomorrah đó, đúng không? Rồi đoạn số 10 này. Hãy nghe cái lời nói của Chúa Cha này, những vị mà cai trị của Sodom và những vị cai trị Sodom này, đưa cái đôi tai cho hoặc là hãy nghe cái luật lệ của Chúa Cha chúng ta này, các vị dân tộc của Gomorrah này. Thì cái phần này cũng có thể nói rằng là nó đang nói về cái đất nước Mỹ đó, biết không? Và những cái nơi đất nước mà có nhiều tội lỗi đó, biết không? Thì đây là cái lời cảnh cáo đó, biết không? Nói này, hãy nghe cái luật lệ của Chúa Cha đó, biết không? Những cái đất nước mà những vị mà đang cai trị cái đất nước của Sodom và Gomorrah, biết không? Những cái như là Mỹ đó, biết không? Và những cái nơi khác đó, biết không? Bây giờ cũng có châu Á đó, biết không? Những số tụi mày tội lỗi lắm rồi đó, đặc biệt là những cái bọn lãnh đạo đó, tụi mày hãy hợp lý lại đi, còn không là tụi mày sẽ biết cái giá mà tụi mày phải trả đó, biết không? Tụi mày sẽ không có cái đất nước mà tụi mày sẽ cai trị đó, biết không? Nhưng mà tụi mày không có coi những cái điều này là nghiêm trọng đó, biết không? Nhưng mà tụi mày muốn tiếp tục cai trị á, thì hãy làm theo những gì tao đã dẫn dạy, biết không? Thông báo cho tụi mày, hiểu chưa? Còn không là tụi mày sẽ bị hạ xuống được, và rồi thì bị tiêu diệt được. Mà thôi thì tiếp tục đoạn 11 này. Đến mục đích cái là vô số của cái sự hy sinh của quý vị dành cho tôi này. Chúa Cha nói này, tôi được đầy của hoặc là với cái sự con vật bị thiêu này, hoặc đốt cháy, đúng không? Với lửa, đúng không? Cái đồ vật dân hiến được bị đốt cháy đó, biết không? Của con cừu được không? Là cái đúng không? Cái chất mập của những con vật nuôi được no không? Hoặc là ngon lành, đúng không? Và tôi không có vui lòng trong hoặc với cái máu của những con bò thiến đó, biết không? Hoặc là những con bò mà bị cắt đi cái trứng chim đó, biết không? Là cái trứng cặc đấy, không? Con cu của nó đúng không? Bò ngu ngốc đúng không? Hoặc là của những con cừu đúng không? Hoặc là dê của ông ta đúng không? Con dê đúng không? Đó. Rồi tiếp theo này, đoạn 12 này. Khi quý vị đến trước mặt hoặc là xuất hiện trước mặt của tôi này, mà đã đòi hỏi cái điều này vào này, hoặc là trong bàn tay của quý vị này, để bước vào những cái tòa án này, nơi của tôi này, là câu hỏi đó. Rồi tiếp theo này, đoạn 13 này. Đừng đem những cái sự dâng hiến vô ý nghĩa này nữa này. Cái nhang là một cái sự ghê gớm kinh tởm, dơ bẩn, bẩn thỉu đúng không? Đối với tôi này, là Chúa Cha đúng không? Những cái tháng mới và những cái ngày Sa-bát, cái sự kêu gọi của những cái sự hợp mặt hoặc có mặt, tôi không thể xa với hoặc là không thể chịu được, phải không? Nó là một cái sự tội lỗi, ngay cả cái buổi họp chính thức đó, biết không? Đúng không? Thì Ngài đang nói rằng là bây giờ nhiều số quý vị đã tham gia và vẫn còn đang tham gia những cái ngày lễ chó đẻ ma quỷ của bọn ngoại tộc kia, đúng không? Như là Tây Tàu, Phi Ấn Độ hay là hành tinh, phải không? Trong khi đó nó không có ghi gì trong sách Kinh Thánh của chúng ta hết á, hiểu không? Còn những cái ngày lễ từ trong sách Kinh Thánh của chúng ta thì quý vị không có theo. Những cái luật lệ của Ngài quý vị không có theo. Quý vị có thấy là quý vị đĩ lắm không? Hiểu không? Tôi nói ví dụ này.
đàn ông dân tộc của quý vị mà quý vị không nghe lời, không yêu thương, mà quý vị đi nghe lời và yêu thương những cái bọn ngoại tộc á, cái đó gọi là để ý đó, hiểu chưa? Trong trường hợp này á, Chúa mà tạo ra quý vị thiên đàng, cái thế giới này chính chúng ta, mà quý vị không yêu thương, thờ phụng, tôn vinh, ca ngợi và biết ơn Ngài, mà ngược lại thì quý vị làm những cái điều đó cho những cái lũ chó ma quỷ, cho cái chúa chó đẻ ngoại tộc ma quỷ kia, quý vị có thấy là quý vị đĩ lắm không, ma quỷ lắm không, vô ơn vô nghĩa vô đạo đức không, đúng không? Mà thôi, tiếp tục với cái đoạn 14 này. Những cái tháng mới này là ngày lễ của quý vị này, mà những cái ngày lễ được chọn của quý vị này, mà cái linh hồn của tôi ghét này, và nó là một sự trở ngại này, hoặc là vấn đề đối với tôi này, tôi mệt mỏi để chịu đựng chúng nó này, bỏ nó này, đúng không? Vì cái sự tham gia của cái tội lỗi của quý vị ấy, những cái chuyện tội lỗi ma quỷ của bọn ngoại tộc kia, nó làm cho, nó khiến Chúa Cha rất là bị tổn thương, đau lòng, đúng không? Quý vị có thấy rằng quý vị độc ác không? Tôi nói ví dụ này, đàn ông dân tộc của quý vị mà quý vị không yêu thương, quý vị làm cho đàn ông sắc tộc của quý vị ghen tị này, đau tim này, bị tổn thương này, quý vị không thấy cái điều đó là cái sự độc ác kìa, ma quỷ à? Ý Ngài nói cũng như vậy thôi đó. Vì cái sự đĩ điếm của quý vị này, nó đã khiến những vị đàn ông sắc tộc của quý vị đau thương này, bị tổn thương này, vì cái sự ngoại tình của quý vị này. Thì chính Chúa Cha của chúng ta như vậy, cũng là như vậy đúng không? Khi mà quý vị đi phục vụ Chúa của bọn ngoại tộc á, thờ cúng dâng hiến những cái sự ma quỷ của bọn họ, thì nó sẽ làm Chúa Cha của chúng ta rất là đau tim, bị tổn thương, đúng không? Vì đó là cái sự ngoại tình đối với Ngài, đúng không? Đó. À, thôi tiếp tục này. Cái đoạn 15 này. Và khi mà quý vị giơ tay, đúng không? Giơ những cái tay của quý vị này lên về phía trước này, tôi sẽ giấu đi những cái đôi mắt của tôi này từ quý vị này. Khi quý vị hoặc làm cái sự cầu nguyện rất nhiều lần thì tôi sẽ không có nghe hoặc chấp nhận này. Những cái đôi tai của quý vị là đầy máu này. Tại sao Ngài nói là đầy máu? Vì khi mà quý vị tham gia những cái ngày lễ chó đỉ của bọn ngoại tộc kia, hoặc là những cái bọn phương Tây, Tàu, Phi, Ấn Độ hay là hành tinh kia, là họ thờ cúng con nít đâu biết không? Họ thờ cúng con nít đâu biết không? Nghĩa là họ giết hại những vị con nít đâu biết không? Cho chúa của bọn họ đâu biết không? Chúa ma quỷ của bọn họ đâu biết không? Đó là lý do tại sao Ngài nói là Ngài sẽ không có nghe những cái lời cầu nguyện của quý vị đâu biết không? Với lại quý vị đâu có làm theo những cái luật lệ và các cái lệnh của Ngài đâu. Cho nên lấy cái gì mà Ngài sẽ nghe những cái lời cầu nguyện của quý vị? Hiểu không? Nếu mà quý vị, tôi nói ví dụ này, nếu mà quý vị hư hỏng rồi đi xin tiền cha mẹ, thì biết chuyện gì sẽ xảy ra không? Cha mẹ của quý vị sẽ đập quý vị ngược lại thì có. Hiểu không? Còn may là Chúa của chúng ta không có đánh chúng ta vì chúng ta cầu xin một cách vô lý đâu biết không? Một cách vô lý đâu biết không? Không biết suy nghĩ đâu biết không? Vì chúng ta cứ tối ngày làm cho Ngài bị tổn thương rồi đi cầu xin. Làm sao được? Có bao giờ quý vị đã làm cho Ngài hài lòng đâu, vui vẻ đâu? Có hình nào đâu? Tối ngày quý vị làm cho Ngài bị đau tim, bị tổn thương, rồi đòi Ngài phải nghe lời cầu nguyện của quý vị. Nghe nó vô lý không? Là vô lý. Mà thôi thì tiếp tục. Đoạn 16 này. Rửa sạch quý vị này, làm cho quý vị sạch này, bỏ ra hoặc đi những cái hành động này, hoặc là công việc ma quỷ của quý vị này, từ trước những cái đôi mắt của tôi này, dừng lại làm cái chuyện ma quỷ này, xấu xa, độc ác, tàn nhẫn và ác quỷ này, hiểu không? Thì đó là cái ý nghĩa của cái từ ma quỷ, hiểu không?
17 này, đoạn 17 này, học cách để làm tốt này, tìm kiếm cái sự xét xử này, giúp đỡ những vị hoặc những ai hoặc những người bị đàn áp này được có cái sự tự do này, xét xử những vị không có cha này, cần xin cho cái bọn không có chồng này là mẹ đơn thân độc thân đó biểu. Rồi đoạn 18 này, lại hoặc đến đây này và hãy để chúng ta lý luận này, dùng cái đầu để suy nghĩ này cùng với nhau này. Chúa Cha đã nói này, dù thì những cái tội lỗi của quý vị là như như là cái màu đỏ này tươi này phải không, họ nhất định là trắng như mây này, dù thì họ đỏ như là cái màu đỏ này, họ nhất định như là sợi vải len này không, thì nó sẽ trắng như cái vải len đấy, chỉ là như vậy đó không. Nhưng mà quý vị anh ăn hối lỗi đó, còn không thì sẽ không có cái chuyện đó rồi, hiểu không? Ở đoạn 19 này, nếu quý vị sẵn sàng và biết nghe lời này, quý vị nhất định ăn được cái sự tốt đẹp này, thu cái sự thu hoạch đúng không, quả tốt đó đúng không, của cái đất đúng không. Nếu mà quý vị biết nghe lời ấy, như là nó đã được ghi trong cái sách phục truyền luật lệ ký đúng không, như là xuất Egypt đúng không, excuse me, chính xác hơn là trong cái quyển sách phục truyền luật lệ ký đúng không, chương 28-27 đúng không, nó đều nói cái điều đó đúng không. Nhưng mà quý vị làm theo đích nghe lời á, thì những cái phúc lành nó sẽ tới với quý vị đúng không, hiểu chưa? Và cũng như trong cái quyển sách xuất Egypt đúng không, nó có nghĩa là cái quyển sách những cái luật lệ thứ nhất đúng không, rồi phục truyền luật lệ ký là những cái quyển sách về cái luật lệ thứ hai đúng không. Như vậy thôi. Rồi đoạn 20 này. Nhưng nếu quý vị từ chối và chống đối lại, quý vị nhất định chết với hoặc bởi cái kiếm này, là súng đạn chiến tranh này kia đúng không, bơm vân vân đúng không, vì cái miệng hoặc cái mồm của Chúa Cha đã nói ra rồi, đã nói ra nó đúng không? Nghĩa là Ngài đã phát biểu rồi đó đúng không. Nếu mà quý vị không sớm ăn năn hối lỗi thì sao, quý vị sẽ bị sự tội và lỗi. Tin tôi đi, cái tương lai sẽ không có tốt đẹp đâu. Cho nên tôi rất là khuyên, thực ra thì tôi ra lệnh cho tất cả quý vị sắc tộc của chúng ta ở khắp mọi nơi, và đặc biệt là trong cái đất nước tổ tiên của chúng ta, phải ăn năn hối lỗi sớm đi. Vì quý vị sắp hết thời gian rồi, đúng không? Cho nên hãy bỏ hết những cái chuyện tội lỗi của bọn ngoại tộc kia đi, hiểu không? Và hãy quay về lại với Chúa Cha của chúng ta và sống theo những cái luật lệ và các cái lệnh của Ngài, hiểu chưa? Và đặc biệt là những cái ngày lễ của Ngài đó, biết không? Theo chính xác nó đã được ghi trong sách Kinh Thánh của chúng ta, biết không? Chứ không phải là những cái ngày lễ chó đẻ ma quỷ của bọn ngoại tộc kia đâu, hiểu chưa? Hiểu chưa? Vì đây không phải là cái chuyện đùa đâu, hiểu không? Vì không xa nữa thì như quý vị cũng đã thấy rồi, Ngài cũng đã xử những cái bọn ngoại tộc kia rồi, và vẫn sẽ tiếp tục xử những cái bọn ngoại tộc kia vì những cái tội lỗi ma quỷ của bọn họ đó. Cho nên đừng cứ cho rằng là bọn họ thoát tội, bọn họ sẽ không có thoát tội đâu, vì những cái lời thông báo của tôi sẽ không có sai đâu, hiểu không? Vì nó đến từ trong sách Kinh Thánh của chúng ta đó, hiểu chưa? Vậy nên hãy làm ơn đi quý vị, ăn năn hối lỗi hối hận, cầu xin Chúa Cha tha thứ những cái tội lỗi của mình, của quý vị, và cũng như tổ tiên của quý vị, gia đình của quý vị. Và rồi thì khi có thể thì hãy bắp tem và sống tử tế lại, và tuyệt đối không có lặp lại những cái tội lỗi của quá khứ, biết không? Và hãy bỏ cái cách sống tội lỗi của cái thế giới này, biết không? Hiểu chưa? Vì cái tương lai của chúng ta, cái vương quốc của Chúa Cha thì nó sắp đến thế giới này rồi. Vì đây là cái thế giới của bọn họ, và cái thế giới của chúng ta thì sắp tới rồi. Và những cái sự giàu có này kia, cái sự giàu sang tốt đẹp, nói chung là danh dự này kia vân vân á, quý vị không thể nào tưởng tượng được á, cái mức độ giàu có của quý vị, những cái phần thưởng của quý vị nó sẽ tới trong cái thế giới này. Vì sao? Vì tổ tiên của chúng ta
những vị cha của chúng ta đã chúc phúc lành cho chúng ta đó. Chúng ta chỉ cần đi lãnh phần thưởng thôi, chỉ là ăn năn hối lỗi hối hận, báp têm và sống tử tế lại, rồi cầu xin với Ngài thì quý vị sẽ được thôi. Và cái điều đó sẽ tới thôi, trong cái thế giới này mà thôi, hiểu không? Chỉ như vậy thôi quý vị. Cho nên á, phải tận dụng cái thời gian tốt bụng của Chúa Cha mà quý vị đang có, thì cầu xin Ngài tha thứ những cái tội lỗi của mình, hiểu không? Hãy ăn năn hối lỗi đi biếu. Thì như vậy á, thì quý vị mới có thể lãnh được cái phần thưởng của mình khi mà Ngài trở lại đây, biếu. Vì không xa nữa thì Ngài sẽ trở lại đây để ban những gì mà chúng ta xứng đáng được có, biếu. Và sẽ xử những cái bọn mà tội lỗi và ma quỷ, biếu. Hiểu chưa? Và ban thưởng cho những ai mà xứng đáng và xử những cái bọn tội lỗi ma quỷ, biết không, mà không biết ăn năn hối lỗi, đúng không, mà từ chối Ngài được, hiểu chưa, là cái sự thông báo mà tôi đã thông báo cho quý vị đó, biết không? Đó quý vị, thì coi như là xong rồi đó. Về cái chuyện là về báp têm, biết không, thì trước khi quý vị được báp têm á, thì quý vị phải hiểu cái điều này, phải nghe được cái điều này, hoặc là phải đọc được cái điều này. Thì một số quý vị không có đọc được, thì bây giờ tôi cũng đã giúp quý vị hiểu được một cái ví dụ, hiểu không? Thì trước khi quý vị được báp têm á, thì phải nghe qua những cái điều này, hiểu không? Là một cái ví dụ, biết không? Thì những ai mà báp têm quý vị á, thì họ phải kiểu là đọc ra những cái điều này cho quý vị từ trong sách Kinh Thánh của chúng ta mà liên quan đến cái chuyện là báp têm, hiểu không? Đó, hiểu không? Thì quý vị phải có ý thức trước khi quý vị quyết định một cái điều gì đó, trước khi làm một cái công việc nào đó, trước khi ký cái hợp đồng nào đó, thì quý vị phải có ý thức. Sau đó thì quý vị quyết định như thế nào thì do quý vị, hiểu không? Ký hay không ký, báp têm hay không báp têm, xuống nước hay không xuống nước, thì cái đó là do quý vị. Nhưng mà trước hết thì quý vị phải có được cái ý thức để có thể hiểu được, hiểu không? Còn không thì quý vị sẽ bị lừa, bị chiếm lấy cái linh hồn của quý vị, bị cái lũ chó đẻ ma quỷ và cái đám bọn đạo đức giả dối sẽ ăn cắp cái linh hồn của quý vị, cái sự tốt đẹp của quý vị, cái tương lai của quý vị, vân vân, hiểu không? Cho nên á, đừng có mà vô ý thức, đúng không? Vô ý thức cũng là không có tốt, biết không? Thì tất nhiên không phải ai cũng muốn cái sự vô ý thức. Đôi khi chúng ta không có cái cơ hội, với lại cái sự đàn áp của thông tin, đúng không? Vì những cái bọn ngoại tộc kia và những cái lũ chó đẻ đạo đức giả dối ở ngoài kia, họ đàn áp cái sự thật, cho nên nhiều số chúng ta không có được. Tuy rằng là như vậy thì quý vị đã có cái phúc lành được có được cái điều này từ tôi, đúng không? Qua cái đền thờ của tôi, thì vì Chúa Cha đã ban cho tôi, đúng không? Ban cho tôi cái sự tài giỏi về ngôn ngữ, về này kia, đúng không? Cho nên tôi mới có được cái cơ hội, đúng không, để mà có thể giúp đỡ quý vị thoát khỏi cái sự vô ý thức của mình, biết không? Thì cũng tạ ơn Chúa Cha, đừng có cảm ơn tôi, biết không? Nhưng mà tôi làm cái gì đó cho quý vị mà quý vị cảm thấy là có ý nghĩa và nó giúp đỡ quý vị, thì quý vị đừng có cảm ơn tôi, thì hãy cảm ơn Chúa Cha vì quý vị đã có được cái sự thật. Vì tôi làm những cái công việc này là vì Chúa Cha của chúng ta, anh Bia Magadi, ngày tôi vẫn là tôi, hiểu không? Hôm qua, hôm nay, mãi mãi là như vậy, hiểu không? Vì cái sự yêu thương mà tôi dành cho Ngài thì tôi làm cái điều này cho quý vị, là vì Ngài yêu thương quý vị, hiểu không? Thì nếu mà quý vị cảm thấy là nó có ý nghĩa và nó đã giúp đỡ quý vị thì hãy quỳ gối, cầu quỳ gối và cảm ơn Ngài và cảm ơn Ngài vì đã ban cho quý vị cái sự thật mà nó giúp quý vị thoát khỏi cái sự đau khổ của mình, cái sự đàn áp của mình, cái sự vô ý thức của mình, hiểu không?
Vậy nha quý vị, thì đó là cái chủ đề về cái sự bắp tem, thì tôi xin kết thúc như vậy. Thì bây giờ thì quý vị còn chờ gì nữa, hiểu không? Thì hãy mau mau mà tìm tới tôi hoặc là nhà thờ của chúng tôi để mà bắp tem, phải không? Để mà có thể có được cái phần thưởng của mình, phải không? Và cái vương quốc của thiên đàng sắp tới thế gian này rồi. Và cái vương quốc của thiên đàng sắp đến thế gian này rồi. Và cái vương quốc của thiên đàng sắp đến thế gian này rồi. Và hãy mau mau ăn năn hối lỗi hối hận và bắp tem và sống tử tế lại và tuyệt đối không có phạm tội nữa, biết không? Rồi như vậy thì quý vị sẽ có được cái phần thưởng, cái tương lai tốt đẹp của quý vị sẽ đến trong cái thế giới này. Rồi tôi xin kính chào đến tất cả quý vị sắc tộc của chúng ta, và cho tới khi lần sau thì hãy giữ gìn sức khỏe và hãy nắm giữ vững cái kiến thức từ trong sách Kinh Thánh. Vậy nha.